Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, thư trẻ bên ngoài. Number 1 Active chanh muối với các khoáng chất thiết yếu natri, kali, clo giúp bù nước, bù khoáng nhanh cho bạn hoạt động bền bỉ. Number 1 Active chanh muối bù nước, bù khoáng, bền bỉ đến cùng. Này không phải là thuốc và cũng có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát Thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bình Định, người dân gặp muôn vàn khó khăn do lũ. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất xây dựng tuyến metro số 3A Bến Thành Tân Kiên. Đường sắt cuối năm, giá vé cao, dịch vụ chưa tương xứng. Thưa quý vị, trong chiều ngày 17 tháng 12 tại tỉnh Bình Định, mưa đã giảm hẳn, mực nước lũ trên các sông đang xuống chậm và ở mức cao, dao động ở mức báo động 2. Hiện hàng chục xã ở các huyện Tuy Phước, An Nhơn vẫn chìm sâu trong nước lũ từ 1 đến 2 mét. Nhiều địa phương đang bị lũ cô lập, chia cắt, thiếu lương thực, nước uống, cuộc sống của người dân đang gặp muôn vàn khó khăn. Chiều ngày 17 tháng 12, thôn Huỳnh Kim, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, nằm ở hạ lưu sông Côn vẫn ngập sâu trong nước lũ. Hàng trăm hộ dân ở đây đã trở về nhà để dọn dẹp nhà cửa. Nước sông Côn đạt đỉnh trên mức báo động 3 hơn 1,5 mét, khiến toàn thôn Huỳnh Kim ngập từ 2 đến 3 mét. Toàn bộ người dân ở thôn này đều phải bỏ nhà chạy trốn lũ trong đêm 16 tháng 12. Từ hầu giờ nay tôi 77 tuổi, nay cái lịch sử mà nhà cửa đồ hư hết hết. Trâu bàn rớ rồi trâu hết rồi. Nước lũ lên nhanh vào ban đêm, người dân không kịp di dời tài sản nên tất cả đều bị ngâm trong nước lũ, hư hỏng toàn bộ. Hàng ngàn con gia súc gia cầm đã bị lũ cuốn trôi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, trong vòng 1 tháng, Bình Định phải gánh chịu 4 đợt lũ lớn, gây thiệt hại quá nặng nề ngoài khả năng khắc phục của tỉnh. Mưa lũ đã làm 25 người chết, 10 người bị thương, gần 400 căn nhà bị sập, 13.600 hecta lúa đông xuân mới gieo xạ đã bị ngập, hư hỏng hoàn toàn. Nhiều công trình hạ tầng giao thông thủy lợi, đê điều bị sạt lở cuốn trôi. Ước tính thiệt hại hơn 1.230 tỷ đồng. Hiện đời sống người dân nơi đây đang gặp muôn vàn khó khăn. Nhiều người rơi vào cảnh trắng tay, tài sản bị lũ cuốn trôi, nhà bị sập không có nơi ở. Hiện công tác cứu trợ lương thực, nước uống đang được tỉnh Bình Định khẩn trương triển khai. Hơn 1 tuần qua, hàng ngàn học sinh ở vùng lũ của tỉnh Quảng Ngãi lại phải nghỉ học để tránh lũ. Nhiều trường học tại địa phương này bị ngập sâu trong lũ. Ngay khi cơn lũ đi qua, các địa phương vùng lũ đã huy động lực lượng về các điểm trường bị ngập để dọn dẹp bùn đất, giúp cho học sinh có thể trở lại trường trong thời gian sớm nhất. Trường Trung học cơ sở Hành Tính Đông, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã hơn 1 tuần học sinh không thể đến trường vì lũ. Khi nước lũ vừa cạn, các thầy cô giáo trường cùng các đoàn viên thanh niên khẩn trương dọn dẹp khắc phục lại các phòng học để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường sau lũ. Hiện lực lượng vũ trang ở các địa phương đã được huy động tối đa để hỗ trợ các trường học. Các xe chuyên dụng cũng được sử dụng để dọn dẹp nhanh ở các trường. Lượng bùn này mà nếu không dọn kịp thời thì nó sẽ cái dính, hay hoặc là nó đổ xuống cái cống rút thì nó sẽ làm ngạt cống, gây khó khăn cho trường. Nhờ các lực lượng hỗ trợ để kịp thời dọn dẹp sạch cái sân trường, rửa bàn ghế để kịp các em nó vào học. Cử cán bộ chiến sĩ giúp dân từ hồi 8 giờ đến giờ mà các đồng chí thấy vẫn chưa xong. Sang điểm này là chúng tôi sẽ đi các cái điểm khác nữa. Mưa lũ lớn đã làm cho việc dạy và học ở các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng rất lớn. Việc khắc phục trường lớp đang rất khẩn trương để toàn bộ học sinh vùng lũ của tỉnh Quảng Ngãi có thể trở lại học tập bình thường sau những ngày nghỉ học tránh lũ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét chọn đề xuất dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 3A Bến Thành Tân Kiên để trình Chính phủ cho sử dụng vốn ODA. Nhà tài trợ dự kiến là Chính phủ Nhật Bản. Tuyến metro 3A dài gần 20 km có tổng mức đầu tư hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ, được chia làm 2 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 xây dựng trước đoạn Bến Thành Bến Xe Miền Tây dài 9,7 km đi ngầm toàn bộ với kinh phí hơn 1,8 tỷ đô la Mỹ và giai đoạn 2 xây dựng đoạn Bến Xe Miền Tây Tân Kiên dài hơn 10 km với phần lớn đi trên cao với kinh phí khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Tuyến metro 3A được kết nối với tuyến metro số 1 sẽ hình thành tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm nối bến xe Suối Tiên, quận 9, trung tâm thành phố Bến Thành, Bến Xe Miền Tây, tạo sự thuận tiện cho hành khách và nâng cao hiệu quả đầu tư cho tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời tạo sự kết nối liên thông 3 trung tâm vận chuyển hành khách lớn của thành phố, gồm Bến Xe Miền Đông mới, trung tâm thành phố và Bến Xe Miền Tây khi các tuyến đường sắt đô thị được đầu tư xây dựng hoàn thành. Dự án trung tâm mua sắm, giải trí và ẩm thực được thiết kế từ container mang tên Rubikzu vừa ra mắt tại Thảo Cầm Viên, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút rất đông bạn trẻ trên địa bàn thành phố. Dự án mang tên Rubikzu với chủ đề Thế giới giữa lòng Sài Gòn đang trong quá trình hoàn thiện, hứa hẹn là một điểm đến có 102 cho giới trẻ, thông qua các cửa hàng chính hiệu được trang trí bằng những background đẹp, mô phỏng các địa danh thế giới, các cửa hàng quần áo thời trang, đặc sản sứ dừa, đặc sản miền Tây. Đây là dự án được đầu tư thiết kế và xây dựng bằng container với tổng diện tích hơn 5.000 m², cùng hơn 300 gian hàng được dàn dựng thiết kế bằng container và điều bạc. Theo mình nghĩ đây là một cái chương trình hết sức là mới lạ cho thu hút giới trẻ hiện nay. Một cái sân chơi rất là hữu ích cho những cái tiểu thương cũng như là các bạn trẻ đến đây để vui chơi, để tạo một cái không khí mới. Rubikzu được xem là một dự án bán sinh thái với ý tưởng mang đến một không gian mua sắm xanh, giải trí và ẩm thực lành mạnh cho thành phố, tạo điểm nhấn cho du khách có được một cảm giác thư giãn hòa bình với thiên nhiên giữa lòng thành phố đông đúc náo nhiệt. Rubikzu được xem là một địa điểm kinh doanh lý tưởng cho các bạn trẻ và cũng là một nơi quảng bá hình ảnh chuyên nghiệp và hiệu quả của các thương hiệu trong và ngoài nước. Chỉ với 2.000 đồng, rất nhiều người lao động nghèo ở thủ đô Hà Nội đã có thể mua được một bộ quần áo, một đôi giày hay một cuốn sách tại phiên chợ từ thiện đặc biệt E2K. Sáng thứ Bảy hàng tuần tại khoảng sân nhỏ phía Viện Dược liệu tại địa chỉ số 3B phố Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều người lao động nghèo, người có thu nhập thấp tìm đến với những gian hàng tại phiên chợ từ thiện đặc biệt E2K để mua những vật phẩm cần thiết trong sinh hoạt. Tên gọi E2K là từ viết tắt của cụm từ Everything with 2K, có nghĩa tất cả mọi thứ với giá 2.000. Phiên chợ được thành lập với mục đích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, có thu nhập thấp trong xã hội mua được những món đồ cũ phù hợp với bản thân chỉ với mức giá 2.000 đồng. Tôi thấy tờ rơi ở chỗ trước hiệu thuốc ở chỗ Hai Bà Trưng là tôi ra đây. Những đồ mà người ta bỏ đi mà người ta không cần đến bỏ ra đây thì chúng tôi lại cần, nên là những người lao động mà. Giúp ích cho rất nhiều chứ mình không mất tiền nhiều, mua được một sản phẩm mà mình thích. Giá bán 2.000 đồng một sản phẩm chỉ là mức giá bán tượng trưng. Toàn bộ số tiền bán hàng sẽ tiếp tục được nhóm sử dụng để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hay bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền chữa trị. Trải qua hơn 5 tháng kể từ khi khởi động chương trình, phiên chợ E2K với ý tưởng và ý nghĩa nhân văn đã giúp đỡ những người lao động nghèo, khó khăn tại thủ đô có được các đồ dùng thiết yếu. Hiện tại, nhóm đã mở thêm 2 cơ sở ở Long Biên và Tây Hồ để người lao động nghèo có thêm cơ hội mua đồ cũ với giá rẻ. Tiếp theo là các thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, trước tình trạng nạn phá rừng diễn ra phức tạp trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, để chấn chỉnh thực trạng này, thì thời gian vừa qua, huyện Phước Sơn đã thực hiện chủ trương không cấp phép cho các xưởng cưa xẻ gỗ, đồng thời rà soát những cơ sở đã được cấp phép nhằm hạn chế tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép gỗ rừng trên địa bàn. Hiện trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn có 6 xưởng cưa vòng, 20 xưởng mộc dân dụng và thủ công mỹ nghệ được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh các cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật, thì một số cơ sở vẫn xảy ra tình trạng hoạt động không đúng với nội dung được cấp phép. Trước thực trạng này, huyện Phước Sơn đã chỉ đạo không cấp phép mới, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ sở, kiên quyết thu hồi giấy phép nếu các cơ sở này để xảy ra sai phạm. Huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục tham mưu rà soát tất cả các xưởng cưa, xưởng mộc trên địa bàn huyện để từ đó có cơ sở bố trí làm một cách hợp lý. Cùng với việc bố trí lại các xưởng cưa theo từng vùng thì việc phát huy hiệu quả tại các trạm kiểm soát lâm sản trên địa bàn cũng được tăng cường, qua đó hạn chế tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn. Phước Sơn là huyện miền núi, đời sống của người dân luôn gắn chặt với rừng và nhu cầu sử dụng gỗ tại chỗ cho đời sống của người dân là nhu cầu thiết thực. Vì vậy, việc rút gọn các xưởng cưa xẻ gỗ trên địa bàn một cách hợp lý là hoạt động cần thiết để lực lượng chức năng quản lý tốt công tác bảo vệ rừng và xử lý sai phạm trên lĩnh vực này. Tiếp theo là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, cùng với nạn vé giả và phe vé, mỗi dịp cuối năm thì câu chuyện về tàu Tết lại được nhắc đến. Thời gian gần đây, ngành đường sắt dù đã tự thay da đổi thịt, tập trung tái cơ cấu, sắp xếp lại hầu như toàn bộ sản xuất kinh doanh, nhưng việc thu hút khách đi tàu vẫn là bài toán khó. Nguyên do là giá vé tàu còn cao, trong khi dịch vụ cung ứng vẫn chưa tương xứng. Nếu như những năm trước, thời điểm này hầu như không còn vé tàu Tết, thế nhưng theo ghi nhận tại ga Hà Nội, vé tàu đi những ngày Tết, nhất là chiều đi vào các ga phía Nam dịp trước Tết còn khá nhiều. Điều mà nhiều người dân phàn nàn vẫn là vé tàu còn khá cao. Để đi từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn, họ phải bỏ ra 1.422.000 đồng, cao hơn cả vé máy bay giá rẻ. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ dù đã được cải thiện nhiều nhưng vẫn chưa tương xứng với giá vé. Cái vé là đắt, còn mức độ gấp đôi thời xưa rồi. Chất lượng thì coi cũng vậy, chẳng có chưa thấy gì. Trước thực tế giá vé cao, ngành đường sắt đã nhiều lần cho rằng vào dịp Tết, lượng người đi chủ yếu đông là chiều từ Nam ra Bắc, còn chiều ngược lại thì hoàn toàn rất ít khách. Bất bình hành lệch chiều, cứ có một chiều thì đông khách, một chiều vắng khách. Thế cho nên là có những cái đoàn tàu mà chúng tôi chạy gần như là không có khách, nhưng vẫn phải đi vào để mà chở hành khách chiều ra. Thế cho nên là cái vé mà thực ra nghe có vẻ cao nhưng mà bao giờ nó cũng chỉ cố gắng cân bằng thu chi chứ cũng không có lãi. Giá vé cao trong khi chất lượng tàu, vệ sinh môi trường, chất lượng dịch vụ chưa cao đang là rào cản chính kìm hãm sự phát triển của đường sắt. Cho đến hiện nay vẫn chưa có một lời giải nào phù hợp và hành khách thay vì lựa chọn đi tàu đối với cự ly trên 300 km thì họ lại đang lựa chọn kiếm cho mình một vé máy bay giá rẻ, ít ra cũng rút ngắn hơn thời gian đi lại cho mình. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, thư trẻ bên ngoài. Nước tăng lực No. 1 cho bạn cuộn trào sảng khoái với vitamin, taurine và inositol, giúp bật tung năng lượng để sẵn sàng đương đầu mọi thử thách. Hãy uống No. 1 dâu và chanh cuộn trào sảng khoái, bật tung năng lượng. Quảng Nam, hơn 15.200 nhà dân bị ngập, 6 người chết trong lũ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam xác nhận có 13 hồ thủy điện đang xả lũ. Thành phố Hồ Chí Minh, trời trở lạnh đột ngột, trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp tăng đột biến.